Xin chào mọi người, em là Duy đến từ Sơn Ca Acoustic nha. Và đây cũng là một bạn Duy nữa. Thì đây là Duy chơi room. Hôm nay tụi em sẽ review một cái trống mà mới ra trên thị trường. Đây là trống HXM, mã hàng của nó là HDB2. Hôm nay em sẽ cùng Duy để review cái trống này cho mọi người. Cái thớt này thôi, nó giá nó là 9.9 triệu. Thì hôm nay tụi em sẽ review xem cái trống này nó có cái gì và nó có phù hợp với giá tiền nó hay không. Em thì không có chơi trống nhiều, nhưng mà Duy là người chuyên chơi trống và chơi tất cả các dòng trống trên thị trường. Em thì không có chơi trống nhiều, nhưng mà Duy là người chơi rất là nhiều cái dòng trống điện, nhất là những cái dòng trống thớt này. Thì Duy sẽ có kinh nghiệm và Duy sẽ cho mọi người biết cái ý kiến của Duy về cái dòng trống này. Anh em mình sẽ nói về cái build ở bên ngoài của nó đi. Thì theo em thì cái build này nó như thế nào? Đánh giá của em là con này nó mặc dù là nó hơi nhẹ, hơi nhẹ so với mấy con khác, nhưng mà nó lại build chắc hơn. Hơi nhẹ hơn là ý em đang so sánh với con nào? SPD 30. 20. Nếu mà so con này là so với 20, tại vì cái giao diện của nó là 20 nè. Cái giao diện màn hình là 20, màn hình là 20. Cái bộ mặt này cũng là 20X chứ không phải là 20. 20X. Cái này cũng, cái bộ mặt này em đánh giá là nó tương đối giống với con 20X, nhưng mà được cái là nó hơi mềm hơn và nó làm những cái bát chắc hơn khi anh đánh cái tiếng mộc ở ngoài á. Nếu mà anh tập ở nhà nha, nó sẽ đỡ ồn hơn 20X. Cái bề ngoài thì mình nhìn sơ ra nó sẽ giống với SPD 30 của Roland. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái giao diện ở trên màn hình là cái giao diện của thằng SPD 20X và cái cảm giác mặt bát là cảm giác của SPD 30X. Bây giờ nếu mà nói về tổng quan bên ngoài thì có cái gì em vừa ý và em chưa vừa ý? Cái cách sắp xếp và khoảng cách của mặt bát này là em khá ok. Tại vì nó có một cái điểm tương đồng giữa 20X. Tại mà em có một thời gian em xài cái đó. Nhưng mà cái đó nó có một cái lỗi cố hữu mà anh em nào xài chắc không biết. Nó bị nhảy băng anh Di. Nhảy băng hả? Dạ, có nghĩa là ví dụ anh Di đang đánh băng số 01 đúng không? Thì anh Di đang đánh giữa show, em đã bị mấy lần rồi. Nó chạy èo 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 tới băng 80-90, nó chạy nhảy liên tục. Không có cách nào nhắc tắt nguồn mở lại cũng vậy luôn. Lúc đó xử lý như thế nào? Xin lỗi khán giả. Lúc đó là không biết xử lý sao luôn. Còn về như hồi nãy em nói là cái build của mặt bass này khá là tốt, có nghĩa là so với cái giá tiền của nó thì cái build nó tốt. Con SPD 20X bây giờ nó bao nhiêu ta? 20X mới bây giờ chắc tầm khoảng 15. 15, con này thì 10 triệu, coi như nó bằng 2/3 đi ha. Bây giờ mình sẽ thử mình đi sâu vào cái ở trong, thì em thấy cái việc set tiếng trên con này nó có dễ hay không? Con này thì nói chung là nó sẽ dễ xếp tiếng hơn những cái dòng trống mà xài cái màn hình giống vậy nè. Tại vì thông thường những cái dòng giống như ngày xưa là có về cái dòng BR12 của anh Hiệp MIDI á. Nó cũng vậy. Còn sau này thì có cái 20X. Nó cũng vậy luôn, nhưng mà tụi nó rất là ít nút. Có là tụi nó không có trực quan bằng con này. Thì là trên cái bàn phím của nó là nó đã đưa hết những cái setting lớn ra đây. Anh cần cái gì anh bấm, ví dụ như anh muốn set bass thì anh chỉ bấm vô bass. Đi xuống là sẽ có từng mục đây luôn. Nó set kit. Ngay cả cái layer đây nè, anh Di khi tắt á, cái này là layer A, nó sẽ nằm ở cái lớp ở trên, khi nhấn xuống layer B nó chuyển qua màu xanh, cực kỳ trực quan. Nhà mình rất là dễ để mình kiểm soát, mình set, trong lúc set không có bị lộn. Còn những cái dòng trống khác thì mình muốn set như vậy thì mình phải làm như thế nào? Mình phải gõ vô trong từng cái mặt bass. Dạ đúng rồi, chúng nó có một cái dạng như là ở trên đây nó sẽ ghi băng A, băng B là ở trên màn hình. Chứ không phải là nó ra nút giống vậy. Thành ra khi mà mình set con này thì nó trực quan hơn. Nó không có bị lộn như con kia. Với lại đèn báo của những cái nút này em đánh giá là khá ok. Đúng rồi, em nói anh mới nhớ là những cái dòng kia thì mình khi mà mình set là mình phải nhìn trên màn hình rất là nhiều để coi nó nằm ở trên cái lớp A hay là cái lớp B ở dưới để mà mình set cho nó đúng. Nếu mà set sai thì rất là cực. Phải set lại từ đầu. Còn 20 thì thật ra nó vẫn có đèn. Nhưng mà cái dạng nút của nó là hình ngang vậy nè, giống như anh Di chơi cái bản tính cộng vậy đó. Anh Di nhấn bên đây là anh Di phải dòm đối chiếu bên này. Dài dọc xuống. Chứ không có như thằng này là thiết kế kiểu hiện đại. Dễ set hơn. Bây giờ cái chất tiếng, khi mà bắt đầu là em đã trải nghiệm nó trong vòng 1-2 ngày nay rồi, thì em cảm nhận cái chất tiếng như thế nào? Cái con này thì nó làm cái kích, kích và tiếng snare là khá ok. Nhưng mà riêng về cái phần tum thì nó chưa được chuẩn lắm. Đúng rồi. Nhưng con này chép được file quay cho nên là đó không phải vấn đề. Cái là anh Di có thể chép file ngoài vô. Thì hình như là cái chuyện mà chép file quay được nó là một cái chuyện hiển nhiên của tất cả các dòng trống Trung Quốc mới bây giờ. Dạ đúng rồi.
kể cả những con mà rẻ tiền nhất như Avatar hình như em cũng chép phải quay bên ngoài vô được. Dạ, được. Ví dụ như anh chị chơi ở những cái dòng mà như là SBD, chỉ từ SBD XX anh chị mới chép Sampler, mới chép cái tiếng ở ngoài vào được. Còn từ SBD 20, SBD 20X, SBD 30 là họ chỉ cho mình xài cái bộ trống trực tiếp ở trên trống, họ set up ra, họ làm như vậy và họ cho mình xài thôi. Cái 20R cũng vậy luôn. Mình cũng phải nói lại là tại vì SBD 20, 30, 20X nó làm bộ tiếng nó quá hay. Yeah. Nên mình có thể sử dụng cái bộ tiếng đó được và mình hoàn toàn vừa ý thấy cái bộ tiếng đó. Còn những ông này á, vì khi mà phát triển ra bộ trống chắc là họ cũng không tự tin được là họ cái bộ tiếng của họ hay, nên họ cho phép mình chép cái file ở bên ngoài vào. Nhưng mà nếu mà chép file bên ngoài vào thì em thấy nó sẽ hơn và thua gì với những cái file có sẵn ở trên trống. Em nghĩ là cái sao ngoài chép vô thì không thể nào sạch bằng sao có dạng xuất để sẵn vô. Nhưng mà có nghĩa là cái bộ tiếng của con này thì nó không có được chất lượng lắm, nhiều lắm. Dạ. Không, còn ở ngoài mình chép vô mình có thể lựa được những cái nào mà mình cơ bản vì mặt chủ quan là mình cảm thấy vừa ý mình mới chép vào để nó thay thế cho những cái kia. Vậy nếu mà mình có thể set như thế này được không, ví dụ như anh hỏi là ví dụ như mình set cái file quay bên ngoài vào đi. Dạ. Thì mình chỉ chọn một trong những cái mặt này xài file quay thôi, còn những mặt kia xài cái tiếng của trống. Dạ, có được không? Dạ vẫn được bình thường anh, tại vì giống như là khi anh chép file quay vô á là anh đang thêm trong cái kho tiếng này, thêm tiếng vô thôi. Chứ nó không có phân biệt. Tại vì mình hỏi vậy là tại vì có một số dòng đó, có nghĩa là nếu mà xài sampler thì sampler hết, có những dòng xài tiếng trống thì tiếng trống hết. Vậy là nó có thể trộn được một số mặt xài file quay bên ngoài và là một số mặt xài tiếng trực tiếp ở bên đấy được. Rồi ok. Con này á mọi người, thì hiện tại bây giờ em nói đây những cái anh chị nào mà mọi người biết về trống điện mà nhất là những cái phần trống hớt á, là khi anh chị mua cái trống á, thì nó chỉ là cơ bản là trống thôi. Còn về kích, về hai hép anh chị bắt buộc phải mua riêng. Ngay cả những cái dòng mà nổi tiếng nhất trên thế giới như là Roland họ cũng bán riêng và cái giá của họ khá là cao. Mình sẽ kết hợp mình xài cái kích của thằng Avatar. Đây, cái kích mình xài của Avatar như thế này nè mọi người, để lên đại ha. Thì cái cục kích và cái pedal này nè thì cái giá nó tầm khoảng chừng 2 triệu mấy. Cái giá 2 triệu mấy là một cái giá nó đã rất mềm mọi người. Thay vì ở những con Roland á mọi người chỉ mua cái cục kích này thôi nha, không có cái pedal nha. Mọi người mua cái cục kích KD7 này là bao nhiêu ta? Nếu mà cũ á là nó tầm khoảng triệu rưỡi. Còn mới hình như nó tới 3 triệu mấy hay gì đó á. Đồ Roland khá là mắc mọi người. Trong khi mọi người ở đây mọi người mua một cái pedal hoàn thiện như thế này thì nó tầm khoảng chừng 2 triệu rưỡi vừa cả pedal vừa cái cục kích nha. Còn ở Roland á mọi người chỉ mua cục kích này không, nếu mà giá mua mới nó tầm khoảng 3 triệu. Mọi người mua một cái pedal để tốt nữa thì tầm khoảng chừng triệu mấy nữa là chạy ra khoảng 4 tới 5 triệu cho một cái chân pedal hoàn thiện hết. Thì đó là một cái giá khá là cao. Còn ở đây bây giờ họ đã sản xuất được những cái này. Thì em cũng nói luôn thì tầm tiền nào giá đó thôi mọi người. Đồ Roland thì nó tốt, nó bền. Những con này thì nó vẫn sử dụng được hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà về cái độ bền mà 5 năm, 7 năm, 10 năm thì chưa chắc. Thì mình cũng nói luôn. Nhưng mà mọi người có được một cái bộ mới tinh để cho mọi người xài và mọi người sẽ cảm thấy an tâm hơn. Con này thì nó có cho một cái bộ hay hết. Cái này anh em chơi người ta gọi là bên anh cóc đó anh Duy. À. Tại vì nó nhỏ như cóc vậy đó, có chút xíu à. Nhưng mà thằng này làm sắt nha chứ không phải nhựa, đạp cũng được. Cái này thì ngày xưa là anh thấy người ta hay xài cho mấy ngọt á. Dạ. Mấy ngọt nó ngày xưa cái pedal dởm dởm của mấy ngọt nó hay xài cái này ha, là có nghĩa là đạp vào thì nó đóng mở. Cái này thì họ cho sẵn theo nha, còn cái pedal kick là mọi người bắt buộc phải mua. Mình sẽ nhờ Duy demo cho mọi người nghe một số băng tiếng mà Duy đã làm ở trên cái trống này để mọi người nghe coi cảm thấy nó có ok, nó có hợp ý mọi người hay không nha.
Tụi em đã trải nghiệm cho mọi người nghe thử cái bộ set ở trên đây, tụi em tự set để cho mọi người có cảm nhận như thế nào nha. Và ở đây là tụi em chỉ sử dụng cái tiếng trên trống thôi, chứ tụi em không có chép file quay bên ngoài vào. Bây giờ theo Duy, con này và con Nus, em cảm thấy nó hơn nhau như thế nào và nó thua nhau cái gì? Đầu tiên là về cái thiết kế thì nó sẽ chia ra làm hai luồng. Nếu mà những chú, những anh mà đi làm lâu đó, họ sẽ thích con này hơn. Tại vì nó gần giống như những cái gì mà họ đã từng xài. Dạ, mình dễ chấp nhận hơn. Dạ. Có nghĩa là cơ bản là nó giống con SPD30 á mọi người, thành ra nhìn nó dễ chấp nhận hơn. Còn cái mặt tiếng ở trong trống thì nó không bằng con Nút. Con Nút bộ tiếng trong trống nó sẽ hay hơn. Nhưng mà cả hai con đều giết được phải quay, cho nên em nghĩ đây không phải vấn đề lớn lắm. Với phần á, mình cảm nhận á, là cái con Nút á, nhìn nó có vẻ hiện đại hơn mọi người. Con này thì vì cái thiết kế này nó đã xuất hiện lâu, nhìn nó đã quá quen mắt rồi. Còn con Nút á, mọi người nhìn kỹ lại, mọi người coi lại kỹ cái clip mà Nút của DB2000 của em á, mọi người sẽ thấy là con Nút nhìn nó rất hiện đại và nó có một cái nét riêng. Mình tôn trọng cái chuyện đó nha. Tại vì những người mà dám phá cách để làm mới nó là những người họ có đầu óc rất tốt. Còn cái này thì họ chỉ cơ bản là họ copy một cái vẻ bề ngoài giống giống vậy và họ thêm cái phần mềm vào thôi. Một phần nữa anh thấy con Nút hơn nè, là con Nút nó có màn hình màu, màn hình LCD. Dạ. Con này vẫn còn là xài màn hình trắng đen. Nhưng mà có một cái điểm là em cái con này là nó chạy lớp rất là hay. Cái sound effect của nó là cũng hay luôn. Cái phần chạy lúp này nó ứng dụng gì vào trong thực tiễn? Hình như là tới cái khúc mà xỉn quá mấy anh remix thì mình chạy lúp nó đỡ mỏi chân hơn đúng không? Giống DJ. Và mình vẫn thêm thắt được, ví dụ chẳng hạn như lúp thì nó chạy đều vậy thôi, mình đỡ đập kích thôi. Còn mình vẫn thêm thắt những cái mặt bass vào nên mình quýnh cho nó đa dạng được đúng không em? Dạ được. Cái này thậm chí là nó dùng để làm cái trống nhỏ để bên cạnh cái bộ trống lớn. Đúng rồi. Con này là ok tại vì cái sound effect nó rất là nhiều. Nói về để mọi người, nếu mà mọi người chưa hiểu thì ở những sân khấu lớn á mọi người, thì thay vì là để mà đánh cho cái phần nó dày hơn thì người ta luôn có một cái lớp chạy ở dưới. Thường mọi người thấy những cái anh trống mà những cái chương trình lớn á mọi người, thì họ luôn có một cái SPD SX và một cái SPD 30 họ để riêng. Thì cái phần đó là để họ thêm những cái tiếng điện tử vào và họ chạy cái lớp ở dưới. Có nghĩa là họ chạy một cái nền ở dưới và họ đánh đè lên trên đó. Nó sẽ tạo cảm giác nó cái bài nó đầy đặn hơn, nó nhiều tiết tấu hơn. Có nghĩa là có những tiết tấu bạn không cần phải đánh mà nó có sẵn trên lúp đó luôn. Thì mọi người chỉ đánh thêm thắt vào thôi, nó rất là hay. Con Nút nó có lúp không? Dạ con Nút thì nó không có làm mạnh phần lúp. Nó chỉ làm là cái sound tiếng của nó nhiều thôi. Còn... nó chắc gọn hơn. Còn con này thì mạnh về lúp chứ lại sao biết. Có nghĩa đây cũng là một cái điểm mạnh của con này ha mọi người. Những con Nút thì cái sound nó nhiều hơn, như Di nói sound nó nhiều hơn nhưng mà không mạnh về lúp như con này. Thì cái lúp này rất là quan trọng nha, những anh chị nào mà mình cảm thấy cái lúp này chưa quan trọng là tại vì mình chưa cần tới nó thôi. Nhưng mà tới cần tới nó là mọi người sẽ thấy cái lúp rất quan trọng. Và thậm chí những cái SPD như SPD 20 và SPD 20X vẫn chưa có lúp nha. SPD 30 trở lên mới có lúp đúng không em? Dạ. 30 trở lên SX có lúp luôn đúng không? SX có, SX rất mạnh lúp luôn. Bây giờ nói thực tế nè, bây giờ là nếu là Di nha, cùng một tầm tiền, hai con này và con Nút DB2000 cùng một tầm tiền. Theo em cứ nói thực tế thì là hai con này nếu là em có sự lựa chọn thì em sẽ chọn con nào? Theo em. Sợ nếu mà em ở thời điểm hiện tại á thì em sẽ chọn con Nút. Tại vì em đã dùng qua những cái trống dạng này rất là nhiều. Nhưng mà con Nút thì nó sẽ mới hơn, nó sẽ lạ hơn, đẹp hơn này kia, em sẽ chọn nó. Nhưng mà nếu như là những chú những anh á, em nghĩ là họ sẽ thích con này hơn. Tại con này dễ xài hơn con kia. Dễ xài hơn nhiều. Với lại em thì đánh là một người ít có xài tiếng điện tử với ít xài tiếng lúp. Cho nên là con này nó không phù hợp với em. Con lúp thì em hay xài những cái tiếng trống, tiếng mộc á. Cho nên là em sẽ thích con Nút thôi con này. Ngay tại thời điểm hiện tại thì nếu chọn thì em sẽ chọn con Nút. Tại vì Duy thì thường đánh những cái show cà phê đó mọi người. Thì cũng không cần đến lúp lắm. Có những anh em nào mà mọi người đi làm cưới, làm show ấy ngoài á, khi mà tới khúc cuối mà mấy anh mà hứng quá, mà mấy anh remix á, đạp đâu nổi mọi người. Remix mà nó hát chừng tiếng đồng hồ về chắc cái giò đem chặt dục chứ chịu sao nổi.
thành ra có cái lúp nó cứu mọi người nhiều lắm. Và những cái sân khấu đồ ấy nó cần cũng có cái lúp này, nó cũng làm được rất là nhiều chuyện ha. Nhưng mà đúng đúng như em nói thì anh vẫn thích cái nút đó. Tại vì thứ nhất là mọi người mua cái nút đó là mọi người được tặng đủ thứ trò trên thế gian này cho mọi người. Được tặng nào là bao, nào là Bluetooth, nào là dùi rồi vân vân. Con này thì vẫn có tặng dùi, vẫn có tặng hay hết. Nhưng mà con kia thì có cái bao nhìn nó vẫn chỉnh chu hơn. Về mặt thiết kế cũng vậy. Mình thì mình tôn trọng những cái gì mà họ bỏ đầu óc rồi họ thiết kế. Còn ông này thì nó gần giống với những cái thiết kế cũ. Nên mình cũng không có ấn tượng lắm. Trong khi con nút mình rất có ấn tượng nha mọi người. Tại vì con nút ở trên mỗi cái bát của nó là nó đều có một cái đèn. Khi mà mình đánh cái đèn nó sáng lên. Đẹp lắm, cực kỳ. Mình rất là thích những cái làm mà mới vậy. Những cái nhỏ nhỏ đó nó làm cho người ta cảm thấy cái sản phẩm của mình nó có chất xám hơn. Nhìn nó trao chuốt hơn rất là nhiều. Ha. Nó volume dặn đèn nó sáng từ lên xong dặn nhỏ xuống đèn nó. Đúng chính xác. Mấy cái đó nhìn rất là ok. Yeah. Thật ra mọi người đừng có để những cái ý kiến chủ quan của tụi em mà làm lung lạc đến cái đến cái sự quyết định của mọi người nha. Thật ra mọi người đều có một ý kiến chủ quan. Ví dụ như hồi nãy em Duy cũng đã nói, mình làm cái gì thì mình cần cái đó. Ví dụ như là mình đánh những cái show bình thường, show acoustic, những cái show mà nó cà phê hoặc là những cái show biểu diễn, mình không cần quá nhiều lúp thì mình lựa chọn con nút. Tụi mình là những người trẻ, tụi mình thích đẹp, tụi mình lựa chọn con nút. Những ai mà lớn tuổi mà mọi người thích cái gì nó hoài cổ, nó gần gũi mà nó không quá táo bạo thì mọi người có thể lựa chọn con này. Đó là lựa chọn thôi. Và lựa chọn của tụi mình nó cũng mang tính chất chủ quan, không phải lúc nào lựa chọn của tụi mình cũng chính xác. Thành ra mọi người chỉ nghe để mà góp ý vào trong cái sự lựa chọn của mọi người thôi. Còn lựa chọn như thế nào thì đó là của mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Thật ra nói review thì cũng không phải review mọi người. Tụi em ngồi để mà đàm đạo với nhau, trải nghiệm những cái này để cho mọi người thấy được cái chất lượng của một cái sản phẩm như thế nào và nói rõ lên ưu nhược điểm của nó. Cảm ơn Duy rất nhiều. Rồi, tụi em cũng xin chào mọi người. Mọi người nhớ đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Xin chào và xin hẹn gặp lại vào những lần sau.